Sau khi tiến hành khảo sát người dùng Twitter hôm 19 tháng 11, tỷ phú Elon Musk vừa thông báo thể theo số đông ý kiến người dùng, tài khoản của ông Trump trên Twitter sẽ được mở lại. Mọi người đã lên tiếng, tài khoản của ông Trump sẽ được mở khóa, tỷ phú Elon Musk thông báo trên Twitter ngày 19 tháng 11 và cho rằng tiếng nói của mọi người là ý chúa. Sau đó, tài khoản A còng Rian Donald Trump của ông Trump xuất hiện trở lại trên Twitter cùng với 59.000 bài đăng cũ của ông. Tuy nhiên, chưa rõ liệu ông Trump có trở lại dùng Twitter hay không. Hiện ông chưa có bài viết mới nào trên mạng xã hội này. Nội dung post cuối cùng của ông Trump là vào ngày 8 tháng 1 năm 2021. Ngày 19 tháng 11, tỷ phú Elon Musk lập khảo sát trên Twitter về việc có nên mở khóa tài khoản của ông Trump hay không. Trong 24 giờ, kết quả có 51,8% đồng ý 48,2% không đồng ý mở lại tài khoản cho ông Trump trong số hơn 15 triệu người bầu chọn. Trước đây, ông Trump từng tuyên bố mình sẽ không trở lại Twitter ngay cả khi tài khoản được mở trở lại. Thay vào đó, ông đã sử dụng mạng xã hội do mình thành lập với quy mô nhỏ hơn là chút social sau khi tài khoản Twitter của ông bị khóa. Ngày 19 tháng 11, khi họp trực tuyến tại cuộc họp lãnh đạo thường niên của Liên minh do Thái Đảng Cộng Hòa ở Las Vegas, ông Trump cho biết ông có biết về cuộc khảo sát mở lại tài khoản cho ông của Musk, nhưng cựu Tổng thống Mỹ cho rằng có rất nhiều vấn đề ở Twitter, theo Bloomberg. Tôi không thấy có lý do nào cho việc đó, cựu Tổng thống Trump trả lời khi được hỏi về ý định trở lại Twitter. Ông khẳng định mình sẽ tiếp tục ở lại mạng xã hội chút social. Mạng xã hội Truth Social do ông Trump sáng lập bắt đầu hoạt động ngày 21 tháng 2 năm 2022. Hơn một triệu người đã tải ứng dụng của Truth Social, nhưng họ có vẻ như dần ít quan tâm đến mạng xã hội này do trục trặc kỹ thuật và phải chờ lâu để truy cập vào tài khoản. Twitter cấm tài khoản của ông Trump vĩnh viễn sau vụ người biểu tình tràn vào tòa nhà Quốc hội Mỹ đầu tháng 1 năm 2021. Twitter khi đó thông báo quyết định cấm tài khoản của ông Trump để ngăn nguy cơ ông Trump kích động thêm bạo lực.